Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình làm cái clip giới thiệu với anh em các mẫu vải sóc bên mình đang cung cấp á. Thì tất cả mình là có 6 kích thước cho anh em nha. Từ vải sóc đất đến vải sóc bông, vải bìm bịp, vải trùng đen, trùng hạt má nha. Mẫu nhỏ nhất nè, dành cho vải sóc đất nè. Dài 18, rộng 9 cm. Mẫu này thì rất là nhỏ gọn nha bạn. Vải sóc đất thôi, chỉ vải sóc đất là gọn gọn con sóc đất trong đây luôn. Đó là mẫu nhỏ nhất mà mẫu anh em nào cần mang được nhiều bẫy để đi bẫy á thì lấy loại này. Rồi mẫu hai là dài 20 rộng 10, vẫn là bẫy sóc đất luôn nha bạn. Nhưng mà anh em mang số lượng vừa phải ha, tại vì nó dài 20 rộng 10 cm. Cái mẫu này vẫn bẫy được sóc bông nha bạn. Rồi mẫu thứ ba là mẫu bẫy sóc bông với chuột ống nhum. Dài 22 rộng 10, cao 10 cm. Mẫu này nó có cái móc chống sảy nè. Không như 5 mẫu còn lại, mẫu này thì xài móc nha bạn. 5 mẫu còn lại thì xài khoen. Đó, 5 mẫu còn lại thì xài khoen chống sảy ha. Còn mẫu kia xài móc. Đó, mẫu này là mẫu chiên bẫy sóc bông nè. Dài 26 rộng 10, cao 10. Chiên bẫy sóc bông, cống nhum. Rồi, một mẫu dài hơn nữa là dài 30 rộng 10 cm, bẫy sóc bông thoải mái luôn nha bạn. Thoải mái không sợ kẹt đuôi cho các bạn nào mà chơi số lượng bị ít thôi. Tại vì nó dài 30 mình mang giác nó cũng không được nhiều các bạn. Rồi một mẫu bự nhất là mẫu dài 30 rộng 15, cao 15 cm. Mẫu này ngoài bẫy sóc bông, bẫy chuột ống nhum thì mình có thể bẫy bìm bịp, bẫy trùng đèn, trùng mặt má bằng cái mẫu này nha bạn. Tất cả 6 mẫu này đều là lưới mạ chì chống rỉ sét hết nha các bạn. Đó, và đều có chống sảy hết. 5 mẫu thì xài khoen, một mẫu thì xài móc, móc ở dưới chống sảy. Rồi các bạn nào cần cái mẫu vải sóc nào thì liên hệ mình nha. Số Zalo mình là 0936059090. Bạn nhắn tin trực tiếp vào số Zalo đó mình trả lời cho bạn rất là nhanh luôn. Rồi chào tất cả các bạn nha.